Báo giao thông xin kính chúc Ngọc Hoàng vạn tuế. Bình thân. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Bình thân, bình thân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, bình thân, bình bình thân. Vạn tuế. Bình thân, vạn tuế, bình thân. Gì đấy, sao đấy? Nó tưởng em sợ nó. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, miễn tuế. Các em cứ coi anh như là thanh niên nghiêm túc đây. Ừ. Anh ơi, ông này chém kinh vãi. Dưới kia làm ăn làm sao được nữa. Doanh nghiệp không tiếp cận với đồng vốn. Chính vì thế, cho chúng nó lên đây, chúng nó tham quan thiên đình, tiện thể, trốn nợ luôn. Ừ. Ông này phát biểu nghe vãi trưởng. Kinh tế mà lại đi thụt lùi thế kia. Dạ. Tình là mê luyến. Khi được gặp chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, khi không gặp được người thì sẽ đau đến tận xương tủy. Trích tiểu thuyết ngôn tình Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu. Mà này, ta nói cho ngươi biết nhé. Nếu mà ngươi xúc phạm tới lòng tự trọng và danh dự của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cung con bọ hoàng nhé. Vậy ta hỏi là người phải thưa. Ngọc Hoàng cứ hỏi con em sẽ thưa. Năm qua rồi ngươi làm được những gì mà lên đây chỉ mua với nhảy toàn nón lá. Ta mà hiểu ta chết liền. Là bởi vì ta sống, ta làm việc, ta chơi theo kiểu cháy hết mình, ta cho vào lò ta đốt luôn. Sướng chưa? Nhau à? Dạ. Cưới nhau à? Ôi giời ơi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng thì ở bên kia người ta có cặp đôi hoàn hảo, thì chúng thần cũng phải có cặp đôi hoàn cảnh chứ ạ. À? Dạ. Thằng này ngày xưa trốn những hạ giới cũng đá phủi mãi rồi, chạy chỗ không bóng à. Nhỉ. Hàng rào thế này có đá vào mắt. Này, may ra chỉ có Quang Hải đá vào. Ngươi cần hỏi 4.0 chứ gì? Ừ? 4.0 nó là Internet, nó là Big Data, nó là công nghệ sinh học. Dạ, thôi ạ. Thần xin phép ạ. Thần không dám hỏi Ngọc Hoàng đâu. Thần chỉ dám hỏi Nam Tào thôi mà. Bác cao thủ luôn. Đúng là cái gì cũng biết. Không phải nick đều. Tao có thằng bạn Google nó nói hết rồi. Chém nó là nghề của ta rồi.